Sáng sáng nay mùng 4 tháng 11, bão số 12 đã bắt đầu gây ra thiệt hại cho thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Gió đã bắt đầu giật mạnh và mưa lớn. Thành phố Tuy Hòa mất điện hoàn toàn, nhiều khu vực xuất hiện hiện tượng cây đổ, nhà tốc mái. Tại Khánh Hòa, rạng sáng nay, bão số 12 đã tiến sát vào đất liền địa phận tỉnh Khánh Hòa. Tại thành phố Nha Trang xuất hiện những cơn gió mạnh, giật liên hồi kéo dài. Một đoạn đèn đường Trần Phú đã bị tắt, mưa bắt đầu lớn hơn, nặng hạt. Hàng loạt cây xanh trên đường Hoàng Diệu và Trần Phú liên tục bị gió giật tơi tả, nhiều cành cây đã gãy. Trên các tuyến đường chính của thành phố vắng bóng xe cộ, không còn cảnh du khách đi chơi đêm như mỗi dịp cuối tuần. Gió rít khiến những tấm tôn và cánh cửa liên tục va đập vào nhau, tạo nên những tiếng động lớn. Tại nhà văn hóa rộng 300m² ở cảng Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, có khoảng 150 người được về trú bão từ chiều. Người dân mang đồ đạc, chăn màn rồi trải chiếu nằm xếp lớp trên nền nhà. Nhiều trẻ nhỏ ôm chặt mẹ cuộn tròn ngủ trong chăn, trong khi nhiều người khác ngồi ngóng bão. Chính quyền hỗ trợ mì tôm và nước nóng để dân lót dạ đêm khuya. Tại Ninh Thuận, khu vực thành phố Rang Rang, Tháp Chàm, trời bắt đầu mưa, gió rít từng hồi nhưng không lớn. Bờ biển sóng đập mạnh hơn, tuy nhiên thì vẫn chưa có biểu hiện việc bão ảnh hưởng trực tiếp tới địa phương này. Tại Phú Yên, mưa có nhẹ hạt hơn nhưng gió thổi mạnh dần. Người dân nơi đây cho biết chưa bao giờ chứng kiến một trận bão nào mà gió lớn như vậy từ sau cơn bão năm 1993. Nhiều khu vực trong tỉnh đã bị cắt điện. Tại huyện An Nhơn, Bình Định, gió giật mạnh cấp 9, cấp 10. Hiện vẫn còn mưa to, gió lớn. Điện của nhà dân đã mất hơn 3 giờ, điện đường vẫn sáng. Cũng ở huyện này, thì một người dân cho biết nhà cấp 4 của họ đã bay ngói. Đã có 3 người mất tích, nạn nhân ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.